bạn ơi, bạn ngủ chưa? Chưa. Ai đây? Nó chưa ngủ mày ơi. Có để lên đồn này. Đi ăn trộm mà mày gọi điện thoại cho chủ nhà thì chủ nhà tỉnh giấc rồi còn đâu mà ăn trộm được cái chứ. Nói không phải khen, chứ trong những thằng ngu thì mày là thằng ngu nhất. Ê, bao gì đang mua một tặng một kìa. Tiền đây, em đi mua hai cái đi, là được bốn cái. Dư một cái thì sao? Thì chia ba. A few moments later. Ơ kìa, sao mày sợi cả hai cái? Thì tao chia cho bà tao, mà bà tao không ăn, bảo tao ăn đi. Trời ơi, con nẻ này nó giả ngu, hay là nó ngu thật vậy? Bảo chia ba, là chia cái bản ra làm ba cho ba đứa, chứ có phải là đứa cho ba mày đâu. Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Thầy chính là người cho ta kinh nghiệm để phát triển bản thân. Khuyên Gia Xoa sau khi thấy thằng Phaelet Void đập con Crep để tăng cấp độ, nên nó đã hiểu ra ý nghĩa câu nói của Đường Tăng. Cho kinh nghiệm, phát triển bản thân. Mày tặng bông cho con Crep làm gì thế? Này có con chó chạy lại bảo, này 20 tháng 11, tụi mình không nên farm thầy. Sao tao cứ ngửi thấy mùi thối ở chỗ nào thế nhở? Ở mồm ăn chữ đâu? Mày mới thối ấy, cái thằng cả tuần không tắm. Em không tắm thì cũng thơm hơn cái kiểu ăn xong không bao giờ chịu đánh răng. Uống cái đề hạt xe viên hoa hồng này vào đi, cho đỡ thối mồm. Hai thằng mày hết chỗ để cãi nhau rồi phải không? Con khỉ này, đồ heo mập. Lại giả vờ đánh nhau, rồi bất ngờ đem hoa ra tặng ta chữ gì? Trò cụ gì? Thầy ơi, không phải vậy đâu. Mau niệm chú, nếu không nhị sư huynh sẽ tội đời đó. Hả? Trời ơi, chắc là Đường Tăng xem TikTok nhiều quá, nên cứ tưởng kịch bản như trên TikTok là học trò giả vờ đánh nhau rồi đem hoa ra tặng thầy nhân ngày 20 tháng 11 à. Thằng Mai đừng xem người ta chơi game, rồi quạt lớn. Con này lên đồ sai rồi. Trời ơi, đánh ngu vậy. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Giỏi thì bỏ tiền ra mà chơi. Tao mẹ bố tao, tụi mày chờ đó. Bố ơi bố, thằng Mai đang định gọi bố thì bỗng khừng lại vì bố nó đang bình xem đánh cờ tướng. Bụp con pháo đi kìa, chiều tướng, đánh ngu vậy. Trời ơi, thì ra nhiều chuyện không phải từ sinh ra hay từ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ đời này sang đời khác. Ba cụ nom khổ quá, phải tới ủng hộ thôi. Vừa hay lúc đó, có một chiếc ô tô dừng trước quán trà đá của ba cụ. Con xin mẹ, nhà to không ở, trốn ra đây bán trà đá. Nhà mày buồn bỏ mía, tao chán lắm rồi. Rồi ôi, thì ra ba cụ này bán trà đá vì đam mê, chứ nhà ba giàu, chứ có khốn khổ gì đâu.